gì đó. Nhưng mà lúc này là các người ăn chay á thì có thể là hơi cân nhắc một tí coi là có phù hợp với mình hay không thôi, thì nó là lỗi của mình là chắc. Coi như chính thống đi ha, thì đầu hàng dựa lên căn cứ khoa học để mình tư vấn cho người khác, thì không nên đưa yếu tố gì, không nên đưa yếu tố đánh giá chủ quan vào đó không. Thực tế là đây là sản phẩm từ động vật, và như vậy trong quá trình chế biến thì có phải tiêu diệt vi khuẩn và salmonella không? Như vậy thì người ăn chay có ăn được không? Tùy mọi người cân nhắc, mình đừng có thông tin thôi. Còn đừng nói lời ăn thì tội lắm, là đưa tôi cũng quan cho mình nắm được. Rồi, không dùng thì đừng dùng để làm gì đó nha. Cái này các chị nhìn kỹ rồi. Ngoài ra nó còn dùng để tạo là thuốc viên và kẹo ha, một thành phần quan trọng trong nhuộm răng nha. Nhuộm răng những cô hàng xén răng đen người bị như mùa thu mà đấy. Tôi nhớ hoài hai câu thơ này, thì tất nhiên là tôi không hiểu hai câu thơ này nghĩa là cái gì. Bài gì? À, hay, mình nghĩ cũng đúng này. Đối với những hàng xén là hàng gì? Hàng xén, phải hàng nước, phải là hàng xén. Kiểu kiểu như bán tạp hóa hay là bán chợ bán rau gì á. Răng đen cười với mùa thu rồi đấy. Ở miền Nam mình có mùa thu không? Có mùa thu lá vàng rơi không? Có mùa đông lạnh lẽo không? Không, mình chỉ có là mùa gì? Nắng mùa mưa thôi. Chứ mình cảm nhận mùa thu không biết cảm nhận như sao, thì không biết cảm nhận nó, kể cảm nhận cái mùa lũ lụt đi mình biết. Thì bởi vậy cái bài đó mà đó nghe là cảm giác cô đọc rất là hay. Bây giờ suy nghĩ lên, ủa là sao ta? Không hiểu. Thì hàng xén răng đen, răng đen thì là từ cái quá trình kết quả của quá trình là nhuộm răng. Cái này học thì sao tôi sẽ nói kỹ hơn chị các bạn cái dược liệu này. Rồi, dược liệu đó là những dược liệu thuộc nhóm phẩm nhuộm, nói qua một tí ha. Rồi các dược liệu thuộc nhóm nhuộm tẩy thì cũng như các dược liệu thuộc các nhóm trước đây các vị học, ví dụ đi ship tim chẳng hạn, hoặc là sau này cao nếu chẳng hạn, thì để học những dược liệu này các vị chắc chắn nhớ được tên này, tên khoa học, bộ phận dùng, thành phần hóa học chính, tác dụng công dụng chính. Đây là những nội dung bắt buộc của từng dược liệu. Và các vị thấy các bạn nè, tên khoa học, bộ phận dùng, thấy chưa, thành phần hóa học là gì, thành phần hóa học chính đó, tác dụng công dụng nha. Thì những nội dung này là các vị cần phải nhớ nha. Một số dược liệu được nhấn mạnh về các tên khác là các vị cũng phải nhớ nha. Thì cái đó thì sẽ có những hành riêng, ví dụ cây cát lòi còn có tên gọi là bí giò. Trong bài học khi cát lòi sẽ được thêm cho bí giò, không biết tự biết mất điểm sau đó không, thì trong bài sẽ có nói nha. Rồi, dược liệu đầu tiên là phan tả, tên khác bao nhiêu tên khác thôi, các chị chỉ cần đó là bỏ qua nó đi. Tên khoa học, tên khoa học thì các chị học theo tên này nha. Tên khoa học phan tả thuộc hai loài là Cassia acutifolia và Cassia angustifolia. Không, các chị có quyền chọn một trong hai tên này đi học, còn thi thì cho là cả hai đó. Ai nói cái không? Cũng không tên nào học, thi cho hai tên. Một trong hai tên cho tên là tên cho. Chưa, khỏi trả giá. Tục hỏa đậu nha, tục hỏa đậu. Rồi, các chị cũng ghi chú thêm nè, Cassia cutifolia thì các chị ghi chú lên như này nha, bằng Sena. Tức là hiện giờ người ta xu hướng dùng cái tên mới đó là
Semina Acutifolia và Semina Angustifolia. Đúng không? Giống như dược liệu gì đó học? Giống như dược liệu mùn cau. Trước đây các anh chị học đó là Cassia alba, nhưng hiện nay sẽ là Semina alba. Nhưng dần dần thì phải đổi mới thôi. Thế giới đã đổi rồi. Bộ phận dùng một cây phan tả là lá chét. Lá chét là sao? Lá chét là lá phụ tầm phải. À, lá chét là phần lá đơn thể trong cây lá kép. Không, trong cây lá kép thì có nhiều cây lá nhỏ, thì mỗi lá nhỏ đó người ta gọi là cá chét. Còn lá bắt tẻ là sao? Ghi chú vô đi nha. Lá chét rồi bánh tẻ. Bánh tẻ là sao? À, không quá già, không quá non nha. Không già, không non. Nó là lá bánh tẻ, tức là vừa vừa. Rồi ngoài ra thì còn dùng hạt nha. Thu hái thì theo tài liệu nghiên cứu của Pakistan thì dược liệu lá khai tả hay gọi là khai tả diệp thì thu hái 90 ngày hay 90 ngày thì sẽ có hàm lượng semoxid là cao nhất, sau đó thì hàm lượng sẽ có giảm dần. Cũng theo cái nghiên cứu của Pakistan đó thì chế độ của bạn nên là trong túi ni lông kính và tối ha, túi ni lông kính và tối, hoặc là người ta khuyến cáo là dùng túi đê nhẹ. Túi đê nhẹ là polyethylene hoặc là nhựa đó nha, túi nhựa đó, tức là túi nhựa polyethylene. Thường cái bọc ni lông thì xài ngoài là đê đó, bọc ni lông trong để đựng đường nữa. Cần là đê. Rồi chỗ này các chị chỉnh lại giùm tôi một tí, trong size này, trong đây này sao bản lên gửi cho anh chị. Thì Angustifolia là than tả lá hẹp, còn Acutifolia là than tả lá nhỏ. Đó là coi coi trong sách đúng không nè. Có người nói kệ thầy, cái lá ở đây nè, cái thấy nó nhọn mà. Cái tôi nói, thầy nhìn kỹ đi, cái ở đây nó hẹp mà. Hẹp không? Nhỏ không? À, đây là phan tả lá hẹp, còn ở đây là phan tả lá nhỏ. Tại sao? Thì kệ nó đi. Tại vì thực tế ra cái lá này, cái nuôi lá cũng nhỏ như cái gì. Chỉ có điều là cái lá phải màu, màu tròn hơn, cái tiết kiệm lớn hơn tiện thôi. Rồi về phân biệt thì hoa và quả nó khác nhau không nha. Cái quả là mình thấy nó khác rõ nè, đây là cái dạng quả nè nha, dạng quả nó khác nha. Rồi thành phần hóa học thì em đã biết, chiếm hơn 200%, trong đó thì dạng tự do ta có rèn aluminium isopropanol. Dạng glycosid, dạng glycosid thì chúng ta quan tâm nhiều đó là các cái senosid, và senosid thì xuất phát từ các senidin tương ứng. Chúng ta có 4 senidin thường gặp, đó là A, B, C, D, có nút như thế này. Trong đó chúng ta quan tâm đến các vị trí nè. Thứ nhất, gọi là vị trí 1, 2. Thứ hai, quan tâm vị trí số 3. Và thứ ba, quan tâm 2 các anh mình hoàn toàn này. Nè, rồi. Ở vị trí có thông thứ nhất là R1, R2 thì nếu như nó là các hydro thì nó sẽ là các senidin, tức là các halicon, đúng không? Các senidin tức là các halicon. Còn nếu như R1, R2 này là các glucose thì lúc này nó là các glycosid, hay là các phân cụ thể của glycosid đó là các senosid. Yeah.
Rồi. Đó là về vị trí của L1, L2 nha. Nếu như bây giờ L1, L2 là các hydro, chúng ta sẽ có các cytidine, thì chúng ta sẽ có các cytidine A, B, C, D tạo thành các vị trí tiếp theo. Nếu L3 là COOH, đây. L3 là COOH và hai hydro này vị trí tăng với nhau thì ta sẽ có cytidine A. L3 cũng là COH nhưng mà hai hydro này vị trí cis với nhau thì ta sẽ có cytidine B. Được chưa? B. Được. Tương tự nếu L3 này là CH2OH và hai hydro này tăng với nhau thì ta sẽ có cytidine, xin lỗi, cytidine C và tương ứng dạng cis là cytidine D. Thì nó sẽ có bốn cái cytidine này. Và nếu gắn gluco vào L1, L2 nó sẽ có bốn cái senosid tương ứng, tức là senosid A sẽ thành là senosid A, senosid B, senosid C, senosid D.